cho quả trứng gà vào cái túi bột lăng rồi thả từ trên cao xuống mà vẫn không vỡ à? Để cũng thử. Gì cơ? Xuyên hai ống hút vào nhau mà lại thổi được như vậy á? Để mình thử. Cái đoạn cắt này nếu muốn nó quay được, mọi người nhớ cắt hai cái lỗ ngược chiều nhau nhá. Dùng nõi cây sắn ngâm vào nước để tạo ra bông hoa đào à? Để cũng thử nhá. Sau khi tách được cái lõi cây sắn này, các bạn nhớ đem đi phơi khô rồi hãy làm nhé. Tuyệt vời. Để lớp chai, đập bẹp, xỏ dây vào lại quay được á? Để cũng thử nhé. Quay thật này. Cái gì? Cho hòn bi vào trong bóng bay. Này làm một con đật đật à? Để cũng thử.